dầu béo. Minh này, bao giờ cậu với anh Dũng làm lễ cưới thế? Mình định tháng 9 tới nè, còn nhiều việc phải lo lắm. Mà hình như dạo này cậu tròn hơn thì phải. Đó, từ ngày đi làm, ngồi nhiều ở văn phòng quá lâu nên bị béo bụng. Cũng chẳng có thời gian tập thể dục nữa. Mẫm mỉm đáng yêu chứ sao. Nhưng mà cũng không nên béo quá đâu Minh à. Con gái thì phải giữ dáng, giữ eo, phải xinh đẹp. Không thì người yêu sẽ chán đó. Nhất là một người đào hoa, lịch lãm như anh Dũng, có rất nhiều cô gái vây quanh. Cậu thử đi, nhìn hợp với cậu lắm. Ừ, để tớ vào thử nha. Trời ơi, sao lại béo thế này cơ chứ? Bình thường mình mặc toàn size M vừa như in cơ mà. Thế nào rồi Minh, đẹp chứ? Chật quá à, không vừa với tớ tâm à? Không vừa. Mốt này đang rất thịnh hành đấy. Chị ơi, chị cho tôi hỏi, mẫu này có size lớn hơn không ạ? Bạn tôi mặc hơi bị chật. Dạ tiếc quá, mẫu này chỉ còn cỡ duy nhất này thôi. Mời chị xem những mẫu khác ở cửa hàng chúng tôi, rất nhiều kiểu hợp với chị ạ. Thôi bỏ đi, tớ không thích chiếc váy này nữa. Ơ kìa. Dạo này mình xấu xí quá, phải nhịn ăn giảm cân thôi. Anh à, em đây. Tối nay em rảnh không? Đi ăn mì Ý với anh nhé, rồi mình đi xem phim. Ờ, không, không, em không ăn mì Ý đâu, nhiều calo lắm. Thế thì mình đi ăn cơm sườn vậy nhé. Ừ, thôi, em ăn rau ở nhà được rồi, anh cứ ăn trước rồi qua đón em nha. Lạ ghê, bình thường cô ấy đâu có như vậy. Lạ thật, ăn kiêng cả tháng nay rồi mà mới giảm được có tí tẹo. Thế này sao mà mặc váy cưới được chứ. Cả ngày hôm nay anh Dũng không gọi cho mình, hay lại đi với Hoa, với Ngân xinh đẹp thon thả ở văn phòng rồi. Anh đang ở đâu đó? Anh đang đi với ai đúng không? Anh đang ở văn phòng, chuẩn bị họp gấp. Sao thế em? Ừ, không có gì. Thôi anh họp đi, em không làm phiền anh nữa. Chóng mặt quá, sao trời đất tối sầm thế này. Cậu tỉnh rồi à? Mẹ cậu đang đi làm thủ tục ở bên ngoài, lát sẽ vào ngay. Anh Dũng đâu? Ờ, tối qua tớ có gọi cho anh Dũng, nhưng chưa thấy anh ấy đến. Tâm à, anh Dũng chán tớ rồi, vì tớ béo, vì tớ xấu xí. Cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi để hồi lại sức khỏe. Bác sĩ nói cậu ăn kiêng không đúng cách và tập luyện quá sức nên bị suy nhược cơ thể đấy. Cô Minh, có một người mang đến cho cô giỏ trái cây này ạ. Anh ấy nói cô hãy đọc bức thư này. Cô gái của anh, bây giờ em đang rất giận vì anh không có mặt ở bên em đúng không? Em đừng ngốc như vậy, anh rất lo cho em. Cũng đừng ăn kiêng, đừng cáu gắt. Anh yêu nụ cười và đôi má bầu bỉnh của em hơn, vì em là em chứ không phải là ai khác. Anh đặt lịch thử váy cưới rồi. Ngày kia anh đi công tác về, em khỏe lại, chúng mình cùng đi xem váy cưới nhé. Sắp đến lịch đi thử váy cưới rồi, tớ không giảm cân nữa đâu Tâm ạ. Chiếc đồng hồ của ba. Dậy, dậy nào cô Tí, đến giờ phải đi học rồi. Còn sớm mà. Ba cho con nằm thêm mấy phút nữa đi ba. Không còn sớm đâu con, 7 giờ rồi. Không nhanh là con sẽ muộn học đó. Hả, đã 7 giờ rồi ư? Đồng hồ của con mới 7 giờ kém 5 mà. Ồ, thế thì chắc đồng hồ của con sai kim rồi. Nhìn đồng hồ của ba này. Nào, dậy thôi con. Ôi, vậy là đồng hồ của con sai ạ? Trời ơi. Thế nào, hôm nay cô Tí đi học có gì vui không?
Dạ, nhiều cái vui lắm mẹ ạ. Mà nhờ ba gọi nên con đến sớm nhất lớp, được cô giáo tuyên dương đấy ạ. Còn mấy bạn đi muộn thì bị cô phạt đứng ngoài hành lang. Ừ, cô Tí cứ phát huy đi học sớm như thế nhé. Mà con nhớ chỉnh đồng hồ lại theo đồng hồ của ba cho đúng giờ con ạ. Dạ, vâng ạ. Giờ thì đồng hồ của con chạy đúng rồi ba nhỉ? Ừ, đúng rồi con ạ. Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Con đi học về rồi đó hả? Mẹ ơi, nhà mình có việc gì mà bày cỗ lớn vậy ạ? Ừ, chuyện vui con ạ. Con biết không, sau một thời gian dài phấn đấu, ba đã được thăng lên chức giám đốc đấy. Thật hả mẹ? Ba giỏi quá mẹ nhỉ? Tất nhiên rồi, từ trước đến giờ, ba con vốn là người rất năng động, tháo vát, lại luôn nghiêm túc trong công việc, nên được mọi người rất quý mến và coi trọng. Con mau vào trong chúc mừng ba đi con. Dạ. Ba ơi, ba ơi. À, con trai của ba đã về đấy ạ. Ba được lên làm giám đốc hả ba? Thích ghê. Ừ, con trai ạ. Sao ba lại chỉnh lại đồng hồ thế? Xem này, nó chạy chậm hơn đồng hồ của con 10 phút rồi. Thế thì con cũng phải chỉnh lại theo ba cho đúng giờ ba nhỉ? Ồ, không, không cần đâu con ạ. Con cứ giữ nguyên như thế đi. Sao lại thế? Phải đúng giờ chứ ba. Thực ra, cả hai chiếc đồng hồ của ba và của con chẳng chiếc nào đúng giờ đâu con ạ. Từ hồi đi học đến giờ, ba đã có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Đồng hồ của con cũng đang chạy nhanh 5 phút đấy. Sao lại phải để đồng hồ chạy nhanh 5 phút hả ba? Vì chúng ta cần phải luôn tôn trọng giờ giấc, đừng để ai phải khó chịu vì mình chậm trễ con ạ. Con thấy đấy, vặn sớm hơn 5 phút, con luôn luôn được cô giáo tuyên dương, không bị phạt đứng hành lang, chẳng ai phải chờ đợi con bao giờ. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng mà sao bây giờ ba lại chỉnh đồng hồ chậm hơn con? Vì bây giờ ba đã thành giám đốc, phải quản lý rất nhiều nhân viên cấp dưới, nên ba vặn đồng hồ chậm đi 5 phút con ạ. Đối với bản thân mình thì phải rèn luyện thật nghiêm khắc để phát triển. Nhưng đối với người khác thì chúng ta nên độ lượng và bao dung. Họ có muộn một tí thì vẫn đúng với đồng hồ của ba. Có như vậy thì mọi người mới hòa đồng và thoải mái làm việc với nhau con ạ. Ồ, chiếc đồng hồ của ba đúng là một chiếc đồng hồ đặc biệt ba ạ. Chiếc đồng hồ của sự tôn trọng giờ giấc, chiếc đồng hồ của sự bao dung ba ạ. Những bó hoa bên cửa sổ. Công nhận, đường xá vùng núi khó đi thật. Có vài cây số mà đi bộ cả buổi mới đến trường học. Hôm nay lớp mình có cô giáo mới đấy. Ôi, thích quá. Giới thiệu với các em, đây là cô giáo Châu, mới ở dưới xuôi lên. Từ giờ, cô sẽ phụ trách lớp của các em. Chúng em chào cô ạ. Cô chào các em, rất vui được làm quen với các em. Dạ. Cô ơi, cô sẽ dạy chúng em bao lâu? Cô ơi, cô, lũ trẻ vùng núi có vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu đấy chứ. Nhưng nhìn chúng thật rách rưới, nghèo khổ. Đúng là miền núi có khác, chưa tới mùa đông mà đã lạnh run lên được, lại còn sương mù ẩm thấp nữa. Có khi mình bệnh sớm mất thôi. À! Trời ạ, chỉ thấy đồi với núi, vắt với mũi, chắc mình phải xin về xuôi sớm thôi. Ôi, hoa đẹp quá. Nhưng sao tự nhiên nó lại ở đây? Hay là có ai để quên nhỉ? Ồ, lại là một bó hoa rất đẹp. Chắc không phải ai đó để quên mà cố tình đặt ở đây rồi.
hoa đẹp quá. Không biết ai đã bí mật thường xuyên đặt chúng lên cửa sổ nhà mình. Thật là kỳ lạ. A Mộc, Thì ra chính em là người vẫn thường xuyên để hoa lên cửa sổ nhà cô à? Dạ, em... Cảm ơn em nhé, những bó hoa rất đẹp. Nhưng sao em lại thường xuyên tặng hoa cho cô? Dạ, không phải mình em ạ. Còn có cả bạn A Liên, A Minh và A Hoàng nữa. Vậy sao? Thưa cô, trước đây có một cô giáo thành phố lên đây dạy chúng em. Chúng em rất quý cô ấy. Nhưng một ngày nọ, có một người chú thỉnh thoảng đem hoa tới cho cô giáo. Một thời gian sau, cô giáo đã theo chú ấy về thành phố. Cô giáo không trở lại với chúng em nữa. Chúng em sợ rằng có một ngày cô cũng sẽ... Vì thế, chúng em mới bàn nhau mỗi ngày. Chúng em sẽ lên núi tìm những bông hoa đẹp nhất tặng cô. Mong cô đừng rời xa chúng em cô nhé. Các em, không, cô sẽ không ra đi. Cô sẽ ở lại đây cùng các em, sẽ theo các em hết tiểu học đến trung học, chịu không? Thật thế ạ? Ừ, cô nói thật. Nhất định cô sẽ ở lại với các em. Từ mai không phải dậy sớm hái hoa tặng cô nữa đâu. Các em phải giữ sức khỏe còn học nữa chứ. Chúng em cảm ơn cô. Các bạn ơi, cô Châu sẽ ở lại với chúng mình. Quê. Mẹ ơi, may quá con đây rồi. Mẹ lên xe đi, để con cất đồ cho. Mẹ đi đường có mệt không? Thật là bao lần rồi mời mẹ lên chơi với chúng con mà mãi hôm nay mới được đón mẹ. Ở quê còn nhiều việc, mẹ làm sao bỏ nhà bỏ cửa mà đi lâu được. Úi dào, ở nhà có gì đâu mà phải trông. Với lại còn có nhà dì Út nữa mà mẹ cứ lo gì. Đợt này mẹ phải ở với chúng con lâu đấy nhé. Mẹ ơi, mẹ vào ăn cơm. Hôm nay nhà con đi công tác không về đâu ạ. Sao con nấu nhiều thế? Nhiều thế này, ăn không hết lại thừa ra thì phí lắm. Mẹ cứ ăn thoải mái đi, mai mẹ thích ăn gì để con chuẩn bị. Phải tiết kiệm chứ, nhiều thế này lãng phí quá. Có mỗi hai mẹ con làm sao ăn hết được. Mẹ cứ ăn nhiều vào, mai con dẫn mẹ đi chơi siêu thị, mẹ thích mua gì thì mua. Không cần đâu, mẹ có đủ rồi mà. Trời ơi, trong này cái gì cũng đắt quá. Thành phố mà mẹ, không như ở quê đâu. Mẹ thích cái áo này không? Lụa tơ tằm thật đấy, con thấy mẹ mặc sẽ rất đẹp. Trời đất ơi, có mỗi cái áo thế này thôi mà đắt dữ vậy. Nhiều đó tiền ở quê, đi chợ được cả tháng liền đấy. Mẹ, mẹ nói bé thôi, ở quê khác, thành phố khác. Hà tiện như thế thì người ta bán hàng cho ai? Thôi, mẹ không thích cái áo này đâu. Con đừng lãng phí quá, để dành tiền còn phòng khi cần chứ. Mẹ đúng là lúc nào cũng tiết kiệm, lúc nào cũng để dành. Mẹ ơi, mẹ, con về rồi này. Đợi mẹ một lát nhé con gái. 5.000 một bó lá dừa. Đây là 5 bó cả thảy cô ạ. 25.000 của bác đây, bác đếm lại hộ cháu đi. Mẹ, con đã nói với mẹ bao lần rồi. Mấy đồng tiền lẻ này đáng gì đâu. Sao mẹ cứ phải vất vả làm gì? Bây giờ con có điều kiện rồi,
con sẽ chăm lo cho mẹ cơ mà. Thì mẹ biết con thương mẹ chứ. Nhưng mẹ làm việc này mấy chục năm nay, giờ tự nhiên ngồi không cũng buồn. Vả lại mẹ còn sức khỏe, còn làm được việc, sao phải phiền tới các con. Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ nuôi con ăn học nên người, giờ con kiếm được tiền rồi, con sẽ lo cho mẹ. Mấy đồng tiền lẻ bán lá dứa này thì làm nổi việc gì cơ chứ? Đúng là với các con bây giờ, mấy đồng này chẳng đáng gì. Nhưng từ khi ba con mất đi, nhờ những đồng tiền lẻ mẹ gom góp từ những nắm lá dừa, mẹ mới có thể nuôi con ăn học bao nhiêu năm trời. Sao cứ đứng đây mãi thế? Vâng, vào nhà thôi mẹ. Mẹ đã luộc sẵn mấy củ sắn để dành chờ con về ăn đấy. Em gái và chiếc điện thoại. Mẹ, mẹ mua điện thoại di động cho con nhé, để con tiện liên lạc với ba mẹ. Ừ, được rồi. Để mẹ bán mấy con gà rồi mẹ gửi tiền cho con mua. Mua mà con ở nhà trọ đã quen chưa? Học hành có khó lắm không con? Mẹ đừng lo, con ở quen rồi. Chương trình học hơi nặng, nhưng con sẽ cố gắng mẹ. Tốt lắm, con phải gắng học hành chăm chỉ để cha mẹ vui lòng và em gái con noi gương nữa đấy. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Để ai nhìn thấy cái điện thoại cục gạch này thì xấu hổ chết mất. Mẹ ơi, dạo này con phải học tiếng Anh chuyên ngành mà không có cái gì để nghe bài được mẹ. Mẹ mua cho con cái điện thoại mới có thể nhớ, nghe nhạc được đi mẹ. Cái điện thoại có thể nhớ gì ấy, con có cần lắm không? Con cần lắm mẹ. Chị cô giáo con bảo phải nghe thường xuyên thì mới tiến bộ được mẹ. Ôi, thích quá, mẹ thật tuyệt vời. Con nhận được điện thoại rồi. Con cảm ơn mẹ. Con có thấy mẫu giấy mẹ để ở trong đó không? Mẫu giấy của mẹ ạ? Vâng, con sẽ mở ra ngay đây. Để con yên tâm học, cái gì ba mẹ cũng sẽ cố gắng lo. Mẹ gửi cho con chiếc điện thoại mới đây. Con cố gắng học hành cho tốt con nhé. À, chiếc điện thoại chị An gửi về vẫn còn mới quá. Tuyệt quá, từ nay hôm nào mình cũng có thể liên lạc được với chị An rồi. Chị ấy đi học xa, chắc là buồn và nhớ nhà lắm. Chị à, em nhận được điện thoại chị gửi rồi. Sao lâu rồi chị không về thăm nhà? Mẹ và em nhớ chị lắm, em gái Ngọc Thơ. Cứ tưởng ai, đã nhận được điện thoại mình gửi rồi. Nhắn tin thông thạo ghê. Từ khi có điện thoại mới, chẳng thấy ai quan tâm đến mình. Chán thật đấy. Nhắn. Hay, lại là tin nhắn của cái Thơ. Sao con bé này rảnh rang nhắn tin thế? Chị đi ngủ chưa? Cuối cùng cũng có người gọi. Bực mình ghê, người mong thì không thấy. Chị đây. Chị có khỏe không? Chị đang bận chút, đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Vâng, tại em không thấy chị trả lời tin nhắn. Hôm qua chị bảo bị mệt nên em lo chị bị ốm. Chị cũng ngủ sớm đi nhé. Hè này Hà không về quê phải không? Ừ, mình ở lại đây làm thêm. Cây Thơ lại gọi kể chuyện linh tinh đây mà. Phiền, tắt máy đi đỡ phiền phức. À, hôm nay trời có vẻ râm, Hà đi mua sách với mình không? Ừ, đi. May mà về kịp, trời sắp bão đến nơi.
Ôi trời, mình tắt máy từ sáng. Ai nhắn tin cho mình mà nhiều thế nhỉ? Chị ơi, em lên thăm chị. Em muốn chị bất ngờ, chị có vui không? Em đang ở bến xe, chị ra đón em nhé. Chị ơi, chị bận học à? Em gọi cho chị mãi không được. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Thơ ơi, em ở đâu? Thơ! Thơ! Chị ơi, em đây này. Em biết là chị sẽ tìm được em mà. Sao chị không mặc áo mưa thế? Ướt hết rồi kìa. Chị đừng khóc nữa. Em không sao mà. Em mừng quá. Em chỉ sợ chị không tìm được em thôi. Chị sợ quá. Xin lỗi em. Chị thật đáng trách. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì chị sẽ ân hận suốt đời mất. Chị vô tâm quá. Lâu nay chị quên đi mất đâu mới là điều thật đáng trân trọng với mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.